Hello, xin chào tất cả các bạn. Qua quay trở lại với Văn Hồng Gaming. Và ngày hôm nay chúng ta sẽ đến với một tựa game mới, nó tên là Murder in the Arm. Game này như kiểu game giải đố ấy, mà chơi thử xem như nào nha. Rồi, nó có khá nhiều phần này. Mình chơi luôn phần đầu tiên là Deadly Slow Term và thị trấn bão tuyết chết. Đại khái là cơn bão tuyết chết chóc. Rồi, Murder in the Arm nghe có vẻ khá là chất. 13 tháng 12 năm 1932. Wow, thời chiến tranh thế giới các bạn. Gì? Một chiếc ô tô. Cái này như nó chiếu phim. Đến một cái thị trấn tuyết. Có một ông vẫy tay. Hello, xin chào. Greeting, you must be an mayor. Thôi mình bỏ qua cái đoạn này nhá. Nói chuyện rõ dài. Mẹ mà bỏ qua được cái bật bao nhiêu được. Rồi, would you like to view? No. Mẹ còn sẽ hướng dẫn ngoại chơi luôn. Mình sẽ đi vào cái cửa này. Rồi, đi vào cái tầng này. Rẽ vào đây. Nhìn này, khó thế. 4, 5, 6. Ở phía trên thì nó có gợi ý các bạn. Tầng 2, nó gợi ý là tầng 2, mình sẽ quay lại tầng 2. Tầng 2 có nhìn thấy cái méo gì đâu. Cái game này chơi nó khá là hại não. Được rồi. Đó, tức là mình đi từ cả 3 tầng. Đâu, ông kia gọi mình vào, đi vào cái cửa này. Rồi, nó sẽ có hai hướng, một là đi ra sảnh. Đấy, có thằng này nó đang bảo đi ăn bánh cái gì đấy. Rồi, rất nhiều nhân vật luôn. Mình quay lại tầng 1 và đi lên tầng 2. Rẽ vào tầng 2. Rồi, đây nó sẽ có 4, 5, 6 gì đây này. 4. Cái này khó nhỉ. Cửa này khóa này. Cửa này khóa này. Có thế. Ở đây nó có một cái gợi ý cho chúng ta là cái hình này. Gợi ý méo hiểu gợi ý cái gì. 4, 5, 6. Khó thế. Cái này cứ thể đi ra đi vào kiểu này hại não vãi. Ôi, đi về ra tầng 1 rồi. Khó. Mình đi ra được ngoài thị trấn bão tuyết này. Ôi ghê thế. Chỗ này nó rất là rộng. Đạp ô tô các kiểu này. Nhấn vào map xem nào. Đây là sơ đồ của cái tòa nhà. Mình chấm vàng là mình đang ở đây. Bạch lại đi, xem nó hiểu gì cả. Game này phải IQ cao mới chơi được. Rồi, đi vào nhà. Đây là hotel. Mình nghĩ rằng đây nó có số 1 này, số 2, số 3. Số 1, số 2 và số 3. Cái này chắc phải bấm vào mấy cái này. Vì mà khoai thế. Khó đấy các bạn. Chơi game này rất là hại luôn. Ô, đi vào cái phòng gì này. Ô, để nói chuyện. Mẹ ơi. Như kiểu chuyện tranh không ạ?
mình chơi này mình vừa học tiếng Anh các thứ nó rất là hay, luyện tư duy rất là tốt, mỗi tội chơi khó vãi trường. Rồi chúng ta sẽ bật cái radio. Cái radio ở đâu? Đấy, nhặt được một thứ thôi. Méo gì đây? Anamaya. Cái nhật ký. Khó thế. Không mở tủ à? Lột quay lại. Radio à? Radio đéo đâu? Muốn nhận được mấy thứ mà nếu mở cái đấy đâu nhỉ? Nó đây à? Chắc là lùi ra không? Đi đến đây chăng? Muốn nhận được cái gì nhỉ? Cửa này khóa. Khó quá. Không nhận được cái gì? Ơ, sao đi ra à? Mình nhặt được mấy thứ mà không biết là muốn ghét lại cái gì nhỉ? Khó nhỉ? Khi mình hẹn đạo vãi cứt ra. Cửa khóa, mở được. Ơ, sao đi kiểu gì? Thùng rác này. Đi vào à? Mặt thân là radio. Mấy cái từ mình nhặt đâu nhỉ? Nó vào đây đúng không? Achievement này. Appear creature. No diary of game. Khó thế. Khó đấy không ạ? Ok, không bùi ra được vậy. Continue, continue. Ngáo ngơ vãi đơ. Khó đấy. Mấy cái trò giải đố nó chơi khó cực ấy. Mình ngấm ở đây nó lại nhảy ra ngoài mất. Nó rêu xuống như nào? Hãy đi ra ngoài sân à? Đi ra thôi, chỗ này không khai thác được gì rồi. Khó thế. Game khó vậy đấy. Đây có cái xe này. Khó thật đấy. Thì lại game hại não. Ở đây đại khái là mình thấy có mấy cái buồng này nhưng mình không biết mở thế nào để đi vào được á. Nhặt được mấy cái đồ xong mới biết làm gì. Phải đáy. Đi mẹ ra ngoài sân xem nào. Đấy, bây giờ mới bí ẩn ở ngoài này. Làm sao mà lấy được?
Dùng mấy tầm à? Ai tầm đã biết dùng như nào? Ủa, khó thế. Này mình có lấy đâu? Nó có tên người gửi à? Trời ơi, bấm vào cổ quà rồi bấm vào cái nhãn. Rồi, bây giờ làm gì? Nghĩ là ngoài sân vẫn phải có một cái gì đấy mình. Có nhỉ, mẹ chưa được có thế. Tôi nghĩ là phải quay hẳn ra ngoài sân nữa một lần nữa không ạ? Đó, continue đi. Soi từng chi tiết một đi. Đi ra rồi. Đèn đóm các thứ này. Đi ra hẳn với sân xem nào. Ngoài sân còn một cái cổng đúng không? Khó nhỉ. Chỗ này là ngoài sảnh. Đấy, chắc chả lấy được cái gì. Có cái hòm thư thì lấy được rồi. Tắc kinh là phải đỗ xe. Còn cái gì nữa nhỉ? Cái này khó thế. Viết. Không vãi đấy. Yên để suy nghĩ xem nào. Đi vào nhà. Có cái đoạn nào mình chưa sờ nhỉ? Cái cửa này đều bị khóa. Mấu chốt vấn đề nó nằm ở tủ sách à? Ô, cái mẹ đến cái này. Có đấy. Ngay ở bài đầu tiên đã khó như thế này rồi. Chơi của gì? Các bạn phải hình dung và tư duy ra được cốt truyện. Nhưng mà mình đang lạc ở trong này. Nhặt từng mấy cái đồ xong rồi làm gì nhỉ? Mẹ game khó thế. Hình rồi. Ở đây có gợi ý đấy các bạn. Thì nhấn vào hint này nó sẽ gợi ý này. Nó mà đi về mình sẽ hint thế nha. Cái này bây giờ phải đợi gợi ý thôi chứ không nghĩ được. Đồ óc tôi chán lắm rồi. Chắc là nhạc cái gì đấy nó sẽ báo cho mình chú ý các bạn. Bây giờ mình hint cái nữa nha. Ủa đi sang bên này không ạ? Ui, nó có một phòng nữa. Nó có một cái phòng nữa. Mẹ nó đâu. Mình bấm một shot. Đây này. Cái phòng này nó nhiều đồ này. Bây giờ mình sẽ phải tìm những cái này. Con ngựa này. Ôi khó. Thôi nhẫn. Đấy khá là mình ghét được một cái chìa khóa ấy. Cái gì đây? Con rồng bay. Con rồng bay là cái đéo nào ở đây? Mình
mình có chả nhìn thấy con rồng bay ở đâu không ạ? Drawing tool là cái dụng cụ vẽ. Drawing tool là cái dụng cụ vẽ. Hình như mình bấm sai ấy. Key. Đi tìm cái key ở đây. Được cái key không ạ? Dragonlight là con... Dragonlight có phải là cái con... Con chuồn chuồn nhỉ? Nhìn Dragonlight thế nào? Sai. Mình bấm ở đây tức là nó báo sai đấy. Chúng ta tiếp tục nha. Khó thật đấy, khó thật sự luôn. Ngắt kéo này. Ôi, phải thêm được cái chìa khóa nữa. Ấn sai gọi con dao á, dao chứ con dao đâu. Đây, em ạ, lược này. Mình chọn sai nhiều quá, nó bị đóng băng. Quả ra là còn phòng bên này nữa. Khó nhỉ, toang thật sự đấy. Mình còn con dao, còn bộ cạp này. Là con dao này này. Bút vẽ. Vậy. Điều đó con này là con chuồn chuột, nhưng mà mình có nhìn thấy con chuồn chuột trong này đâu. Khó thế. Zoom được vào này. Đây rồi, con Dragonlight đây. Bố tổ nhà nó. Bây giờ mình sẽ đi tìm cái chìa cuối cùng là cái Drawing Tool. Drawing Tool là dụng cụ vẽ. Phải khó thế. Drawing tool là dụng cụ vẽ ở đâu nhỉ? Dụng cụ vẽ ở đây. Vẽ là cái đây chăng? Khó lắm, chơi đến đau đầu vãi đáy. Sai rồi. Drawing tool là cái méo nào? Tôi biết nó đây mà tôi không biết nó đi tìm nó ở đâu. Đi tìm. Tool này trên này. Sai
sai nó sẽ đóng băng. Ôi khó vậy. Đùi là gì ạ? Trong mặt quá. Khó thật đấy, khó thật sự luôn. Cô này mở chưa? Không phải nó không ạ? Để tôi gợi ý xem nào. Đó là cái EK. Rồi. Như vậy chúng ta tìm được cái chìa khóa đầu tiên mà có thể vãi cả đáy ra. Với cái chìa khóa này thì mình sẽ mở được một trong 5 phòng kia, nhưng mà có lẽ mình sẽ mở tiếp vào ngày mai. Chưa nghỉ à, mệt quá. Cảm ơn các bạn đã theo dõi clip.